Nào, bây giờ chúng ta sẽ tập trung là làm cái bài này đúng nhỉ? Tức là làm cái phần slideshow nhá. Slideshow này. Dạ. Có nghĩa là chúng ta sẽ hiểu chúng ta dùng mảng nhé các bạn nhé. Ok, xong rồi. Bước đầu tiên các bạn là tạo ra một cái thư mục tên là ASM, thư mục là image này, chứa 3 cái ảnh. Nhỉ, 3 cái ảnh này. Được chưa? 3 cái ảnh đấy chứ nhỉ? Rồi đúng không? Ok, bây giờ bạn tạo ra một cái file. Đầu tiên bạn file này, open này. Mở đến cái thư mục đó. Ví dụ như là đâu rồi? Đây. Open đúng không? Các bạn tạo thêm một cái file tên là index chẳng hạn. File này, new file. Nhá. Lưu lại này, ghi là index. .html. Hai bạn ghi ở slideshow cũng được. Hả? .html đúng không? Rồi. Một cách tương tự, ta cũng không có gì phức tạp cả, ta ghi là gì? HTML 2.5, enter. Dạ, ghi chỗ này là slideshow. Rồi. Đầu tiên bạn cần đưa cho thầy một cái ảnh vào. Chúng ta sẽ dùng cái gì đây? IM gì? IMG. Thẻ image đúng không nhỉ? IMG này. ID có thể bằng gì? Slideshow chẳng hạn. Dạ. Yeah. SRC. Đúng không? Bạn tìm cho thầy đến cái image này, tìm thầy cái ảnh đầu tiên nhỉ. Yeah. Chiều cao của nó. Ờ. Hay là thử xem đã được chưa đã. Rồi. Nào bấm Ctrl 1 đi. Hay nó có hiển thị. Ôi to thế. Rồi được, thế cũng được. Kệ nào. Bạn nếu mà bạn thích, bạn thấy nó to quá thì bạn ghi là chiều cao và chiều rộng thôi đúng không? Ví dụ như width bao nhiêu đây này. Nhá. Ví dụ như là 100 đây đúng không? Ví dụ 2 hay này. Ví dụ như là 400 đây. Ví dụ thế. Hiểu chưa? File lưu lại này, chúng ta quay về đây. Quên mất. Ctrl 1. Đấy, đúng chưa? Bóp cái ảnh nó nhỏ lại thôi. Thì nó như thế này. Rồi xong rồi. Thế bây giờ chúng ta sẽ thực hiện một cái việc là cho vào đây một cái script này. Script này. Nhá. Ctrl dấu cách này. Bây giờ ta khai báo một cái mảng này. Nhá. Và hả? Array. Chưa? Bằng new array. Chưa? Bạn truyền các cái biến vào đây. Nhá. Mở móc vào ra. Đúng chưa? Cái ảnh đầu tiên ấy. Các bạn chú ý cho thầy là chúng ta sẽ tạo một cái ba cái ảnh chứ nhỉ. Trong đó chúng ta sẽ thực hiện là cái này dùng cái dấu này đi. Đấy chứ nhỉ. Thế thì ở đây chúng ta sẽ khai báo ba cái ảnh này nhá. Cái ảnh đầu tiên chúng ta sẽ sử dụng là cái image. Yeah. Trỏ ra cả đường dẫn nó luôn đúng không? H1 được chứ nhỉ? Chả hiển thị gì cả. Thôi được rồi, chúng ta sẽ sử dụng không phải là ấy nữa mà ta ghi luôn này, thì bỏ new array đi. Array luôn nhé. Rồi. Hình như thầy đặt tên là gì nhỉ? H1 đúng không? H1, H2, H3 nhỉ? Đúng không?
H1 này. H1.gpeg đúng không? Rồi, ok. Sau đó chúng ta lại có phải nhỉ? Enter xuống dòng này. Copy này nhanh nha. Ctrl C này. Ctrl V đúng nhỉ? H gì? H2 đúng không? Và cuối cùng là gì các bạn? H mấy? H3. Đây là gì? Đây là ta khai báo được ba cái ảnh để chúng ta gì sử dụng đúng không? Bây giờ ta sẽ sử khai báo tiếp này. Cái index đầu tiên đúng không? Ta va này. Current index tức là cái chỉ số đầu tiên ta khai báo bằng 0 đúng chưa? Thế thôi đúng không? Để chúng ta xác định là cái chỉ số. Thế bây giờ ta sẽ định nghĩa một cái hàm đúng chưa? Function này ghi là gì? Slide show đúng không? Đầu tiên các bạn hiểu là bạn phải lấy lại cho thấy cái ảnh đấy là document đúng không nhỉ? Chấm gì? Get element by ID. Ở đây ta có ID tên là gì đấy các bạn? ID là có chữ S đây nhé cho nó đỡ nhầm lẫn. Đúng không? ID này. Copy này. Nha. Mở cái này ra đúng không? Get element by ID chúng ta ghi là slide show nhỉ? Chấm gì? S gì? SR gì? C. Đúng không? Nó lại không có nhỉ? Chấm suộc mà. Nhận giá trị bằng chính cái array vừa rồi đúng không? Đây này. Thôi ghi ARR thôi cho nó đỡ loạn lên. Yeah. Và chúng ta truyền cái gì đấy? Current gì? In gì? Index đúng không? Rồi ok. Như vậy là ta lấy được cái ảnh đầu tiên. Lấy được cái ảnh đầu tiên này. Đúng chưa? Việc thứ hai là gì? Cái current index tự động tăng lên 1. Tự động tăng lên 1. Vừa học cái cộng cộng xong rồi đúng không nhỉ? Và cuối cùng là gì? Chúng ta, bây giờ ta gọi đến cái set này. Inter hoặc là set timeout đi. Nhá. Chúng ta gọi đến cái hàm này. Cái hàm là slide show. Copy cái này. Đúng không? Paste ở đây. Gọi đến cái hàm này và cái hàm này nó sẽ timeout trong thời gian là độ 2 giây chẳng hạn, tức là 2000 nhá. Đó chưa nhỉ? 2000. Ok. Thế là xong. Đúng nhỉ? Bây giờ ta gọi đến cái hàm đó, tức là gì? Slide show. Rồi. Nào bấm căn chân 1 đi, nó có chạy không? Quẩy. Được rồi đúng không? Chạy vù vù rồi. À thôi chết rồi. Nó thiếu là bây giờ khi mà nó load đến qua cái chỗ chỉ số này, tức là current index đầu tiên bằng 0 này. 0 nó lại nhảy số mấy? Số 1, 1 nhảy số 2, 2 nhảy số 3, 3 nhảy số 4, thế là hết. Vậy ta phải có cái trò quay lại nữa nhỉ? Vậy ta kiểm tra là if được chưa nhỉ? Có trò quay lại ta là gì đấy? If này mà cái ARR này chấm len đúng không, tức là chiều dài của nó, hay nói cái khác là index ấy. Index mà lớn hơn ARR chấm len đúng nhỉ? Current index này, current index là cái chỉ số hiện tại, chỉ số hiện tại ấy. Ô thôi chết rồi. Đúng chưa? Mà lớn hơn cái này nhá. Hay là mà bằng ấy. Hai thằng này bằng nhau thì cái này reset về 0 được chưa nhỉ? Tức là cái current index sẽ nhận giá trị ông ấy mà không để quay trở về. Đúng không? Đấy. File xếp lại này. Bấm Ctrl 1 này.
đúng không? 2 giây nó sẽ gì chuyển qua, 2 giây sẽ chuyển qua tiếp. Tiếp theo 2 giây lại quay về số đầu tiên. Được chưa? Ok chưa? Ôi giời. Quá đẹp đúng không? Cốt quá đơn giản luôn, xong rồi. Không hiểu gì á? À?